ăn gì để có cách tăng vòng 1 một cách nhanh nhất? Chúng ta phải làm gì để có một vòng 1 to và nhanh nhất? Vậy chúng ta phải luyện tập và ăn như thế nào? Và sau đây là các cách để tăng vòng 1 một cách nhanh nhất theo con đường ăn uống và luyện tập. Các bạn hãy xem nhé. Cách thứ nhất, mật ong và trứng gà. Muốn tăng vòng 1, hãy nhớ tốt quả bơ. Ăn cam đúng cách sẽ tăng kích thước vòng 1. Cách thứ tư, đu đủ xanh sẽ tăng kích thước vòng 1 một cách nhanh nhất. Cách thứ năm, chân giò heo. Chúng ta có thể hầm chân giò heo để sử dụng. Chín sẽ giúp cho vòng 1 của ta tăng nhiều hơn, do trong nho có chứa nhiều chất vitamin, cũng có tác dụng ngăn ngừa chảy xệ ngực. Sữa và các sản phẩm từ sữa. Các sản phẩm từ sữa sẽ giúp ích cho việc tăng kích thước từ vòng 1 của bạn. Cách thứ 8, gà hầm.
Món gà mà hầm ngải cứu, đậu tương không những là đứng top đầu trong các món giúp phục hồi sức khỏe mà nó còn nằm trong danh sách giúp cho kích thích vòng 1 của mình tăng lên. Comment cảm nghĩ của bạn phía dưới video này nhé. Nhấn like, share và subscribe để xem. Bye.